Tử vi tuổi Tý năm 2020, theo truyền thống, năm tuổi sẽ có những điều không may mắn, nhưng những người tuổi Tý năm 2020 sẽ có những thành công lớn trên con đường sự nghiệp. Mặt khác, sức khỏe và các mối quan hệ của họ sẽ có dấu hiệu không tốt. Vì vậy, các yếu tố tích cực sẽ luôn giúp đỡ những người tuổi Tý. Về mặt sự nghiệp, năm nay người tuổi Tý sẽ gặp những khó khăn trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên về sự nghiệp thì lại gặp nhiều điều may mắn. Nhờ sự chăm chỉ, kỹ năng thông minh, sự nhanh nhạy và lạc quan sẽ thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Những người tuổi Tý sinh đầu năm sẽ có thể nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Những người tuổi Tý sinh trong các tháng tiếp theo sẽ phải nỗ lực một chút để hoàn thành được mục tiêu của mình. Thu nhập của bạn sẽ tăng mạnh, thậm chí gấp đôi. Bạn có thể có một khoản tiết kiệm hoặc đầu tư sinh lời, cố gắng tránh những chi tiêu hoang phí vào các mặt hàng xa xỉ hay những kỳ nghỉ đắt đỏ. Thay vào đó, nên đưa gia đình đến các công viên giải trí hay các chuyến đi chơi nhẹ nhàng. Các bạn gái có thể tận hưởng một chuyến đi mua sắm. Những tháng may mắn: tháng 3, tháng 9, tháng 11. Những tháng cần chú ý: tháng 4, tháng 7, tháng 10. Về mặt giáo dục, người tuổi Tý sẽ duy trì được thành tích học tập khá. Tập trung vào việc học, chắc chắn bạn sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình. Hãy sắp xếp công việc học tập phù hợp, tránh những căng thẳng, chú ý dành thời gian nghỉ ngơi, bổ sung vitamin tốt cho sức khỏe và tránh được những bệnh tật. Sức khỏe của người tuổi Chuột sẽ không được tốt, dễ bị ốm. Hãy chú ý đến các dấu hiệu đầu tiên của bệnh và đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Điều trị kịp thời, bạn sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Để giữ gìn sức khỏe, ăn thức ăn giàu đạm và rau quả, tăng cường hệ miễn dịch bằng cách bổ sung các vitamin vào chế độ ăn hàng ngày. Chế độ ngủ nghỉ và tập luyện phù hợp cũng sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe. Trong các mối quan hệ, người tuổi Chuột không gặp nhiều may mắn trong tình yêu, kể cả những cặp vợ chồng. Bạn sẽ phải đối mặt những cuộc tranh cãi suốt cả năm. Tuy nhiên, tính tích cực bẩm sinh sẽ giúp bạn vượt qua thời kỳ khó khăn này. Nếu bạn còn độc thân, nên tránh tìm nửa kia trong năm nay. Khả năng tìm thấy một ai đó lâu dài là rất thấp. Thay vào đó, hãy vui vẻ với sự tự do không bị trói buộc. Hãy tham gia các bữa tiệc nhẹ nhàng, các buổi nói chuyện và gặp gỡ những người mới. Với các cặp vợ chồng, tranh cãi có thể xảy ra, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt, những cuộc chiến tài chính hoặc những nghi ngờ lẫn nhau có thể làm ảnh hưởng đến tình yêu của bạn. Khi những vấn đề này xảy ra, đừng để chúng tồn tại lâu. Hãy tập trung vào tình yêu của bạn dành cho người ấy, giữ cho mình một tình yêu bền chặt. Kết luận, những người tuổi Tý sẽ trải qua cả thành công và thất bại trong năm Canh Tý. Thành công sẽ xuất hiện trong sự nghiệp và học tập, trong khi đó các mối quan hệ và sức khỏe sẽ gặp những trở ngại xấu. Nhìn chung, năm nay những người tuổi Chuột sẽ có triển vọng tốt hơn so với những năm Canh Tý khác. Chuột nên vui mừng vì họ gặp may mắn. Nhờ vào khả năng tự nhiên của họ, họ sẽ tạo ra những thành công lớn về mặt tài chính như một món quà cho sự nỗ lực. Nếu bạn cảm thấy lo lắng về năm tới, hãy bảo vệ bản thân mình bằng một bức tượng Phật và hy vọng sẽ có những điểm tốt giữa những trở ngại. Các bạn vừa xem xong tử vi của người tuổi Tý trong năm Canh Tý 2020. Hãy bình luận phía bên dưới những ý kiến của bạn và đừng quên đăng ký kênh để xem tử vi chính xác nhất cho từng người trong năm mới Canh Tý này nhé.